Hôm nay tôi xin giới thiệu bài thuốc trị sỏi thận, sỏi bàng quang và được tiết niệu. Bài thuốc được cấu thành từ 25 đến 27 vị và được ra giảm theo từng bệnh nhân khác nhau. Thì bài thuốc thành phần chủ yếu là các vị thuốc nam lành tính được nhà thuốc thu mua về và bào chế theo thuốc riêng gia đình. Thì tất cả bài thuốc có tác dụng là bài thạch, tức là tán sỏi, nội niệu, thông nâm, chống viêm, kiện tỳ, ích khí và hoạt huyết. Thì bài thuốc có những thành phần chính như sau. Tôi xin giới thiệu trước về vị thuốc có tác dụng là tán sỏi. Thì vị đầu tiên là vị kim tiền thảo, đấy, hay còn gọi là cây bạch bảy rồng. Bộ phận dùng là thân, lá, rửa sạch, phơi khô và đóng bao. Rồi. Liều lượng là 70 g. Đấy. Vị thuốc thứ hai là vị trạch tả, có tác dụng là lợi thủy, trừ thấp. Đấy. Thì tác dụng tốt cho sỏi, tiêu sỏi. Vị thuốc không thể thiếu cho bệnh nhân mắc bệnh về sỏi thận, sỏi bàng quang tiết niệu là vị chuối hột. Chuối là được mua từ các vườn rừng về, thì được nhà thuốc thái, phơi khô và sa bằng hạ thổ, có dụng tiêu sỏi. Đấy, lợi tiểu rất mạnh. Thì thuốc nữa là thuốc là cây tiết dây. Đấy, và một bộ phận dùng là thân, lá, rồi phơi khô. Thì là bị mộc thông, có tác dụng là lợi thủy, lợi tiểu, trừ thấp và thông nâm, thông tiểu rất mạnh. Thì bị ngưu tất, có tác dụng là hoạt huyết, hoạt huyết, thông mạch, cũng có dụng bổ thận. Đây là vị thòng bong, có tác dụng là lợi tiểu, thông nâm, lợi tiêu viêm rất là tốt. Đây là vị cỏ chanh, đấy. Vì nhà thuốc phải cắt thêm vị cỏ chanh vào, vì sỏi thận là hay có sỏi san hô. Đấy. Thì các có đồ nhọn hay chọc vào đấy, thành thận và đài bài thận, đấy, được tiết niệu bằng quang thì sinh như chảy máu. Thì dùng bài thuốc này, vì thuốc này là có tác dụng là lợi tiểu, thông nâm, chỉ huyết, cầm máu đấy. Và vị huyết dụ này cũng có tác dụng tương tự như vị dế cỏ chanh. Tôi dùng thêm cả nhọ nhồi nữa, cũng có dụng cầm máu, mát huyết. Chỉ thiên, tác dụng là lợi tiểu, đấy, tiêu sỏi. Đây là lá giang, đấy, còn gọi là cây lá nồm, có tác dụng là trị bệnh sỏi thận và sỏi bàng quang tiết niệu rất tốt. Liều dùng là 20 g, bổ thận dùng là thân, phơi khô. Vị, đây là vị cọc tích. Đấy. Vị, tiếp nữa là vị cọc tích, tác dụng bổ thận, bổ can thận. Vì thận là chủ thủy nên nhà thuốc phải dùng vị cổ tích này nè, áp dụng là bổ thận, lợi tiểu, thận khỏe lên thì nước tiểu mới đào thải tốt được. Thì muốn nước tiểu đào thải tốt thì tôi phải dùng phương pháp đấy, tuyên cả phế đó. Thì nó dùng vị thuốc đấy, lợi niệu đấy, như bạch ninh này đấy, kết hợp cả chỉ sáp, hành khí, đấy, giáng khí. Đấy. Thì ba tạng tỳ phế thận thì mới thông thoát được, thì thông thoát được thì đường nước tiểu nó ra và thạch sỏi ra ngoài cơ thể. Vì nên là bị hậu phát, cũng có dụng hành khí đấy. Đấy. Khí hành thì huyết hành, mà huyết hành thì tất cả mọi thứ ứ chạy trong cơ thể được tiêu và thoát đi. Đấy. Còn một vị nữa là vị xạ vàng. Xạ vàng nó dụng là lợi cho can, bổ can, giải độc gan. Đấy, tức là giải độc gan. Thì gan mình khỏe thì bào đào thải mới tốt được. Thì nữa là vị, đây là bài thuốc. Khi uống thuốc sỏi thì của nhà thuốc thì phải có một cách thức uống thêm. Vị thuốc thêm này là bị rau ngổ. Rau ngổ thì tác dụng rau ngổ là làm giãn liệu quản, đấy, làm trơn liệu quản. Thì sỏi ra đường liệu quản bằng quang qua thận thì được dễ dàng thông thoát hơn. Thì
thì chỉ tránh tình trạng là chảy máu thì dùng rau ngủ này. Cách thức dùng là sao? Thì dùng một nắm rau ngủ tầm 300 g, tức là 3 lạng đấy. Đấy. Thái các bệnh nhân thái nhỏ ra, giá nát, vắt ra nước, phải cho 10 hạt muối đến 15 hạt muối, khuấy đều ra, vắt ra một cốc nọc khuấy đều ra, thì cộng thêm một thìa bột hòa thạch này vào, đấy, ngày uống lần trước khi ăn nhé, trước khi ăn ngày uống lần, uống vòng 10 mấy năm ngày để nước tan sỏi nhanh, đấy, trước khi sỏi được tan và giảm nhiều rồi thì ngừng, đấy, uống bài rau ngủ và hòa thạch này. Thì gộp bài thuốc lại thì có dụng là như nói trên là có dụng là bài thạch, đấy, tức là tán sỏi ra ngoài cơ thể, đấy, nợ niệu thông đông chống viêm kiện tỳ ích khí hoạt huyết, thì uống thuốc trong vòng 2-3 tháng thì bệnh sỏi thận